Tại vì một ngày đó em nhận là 70 mấy cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái hình đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hiền Vân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Chỗ quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, còn mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón và gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai bạn. Trời ơi, nhìn hai đứa là thấy muốn Tết rồi đó, thấy thêm là... chị nữa. Nói trời ơi. Em tên gì nè? Dạ, em tên là Phạm Thành Sang. Năm nay em 36 tuổi, nghề nghiệp em là bên san lấp mặt bằng. Em đến từ Long An. Phạm Thành Sang đến từ Long An làm nghề san lấp mặt bằng. Còn đây là vợ em. Em xin chào quý vị khán giả ở trường quay. Xin kính chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Nguyễn Thị Kim Thảo. Thì năm nay em là 35 tuổi. Về với chồng em là ở Đức Huệ, Long An. Đang là kinh doanh tại nhà. Cũng là có liên quan đến ngành xây dựng. Chồng bất động em sản. Thì san lấp mặt bằng, em thì bất động sản. Như là sang xong rồi chia nền, chia lô là vợ bán luôn. Đúng không? Nghe nè, kể cho anh nghe coi câu chuyện của các em lần anh đầu kể. Tiên hai người gặp nhau ở đâu nè? Em đầu tiên thì quen vợ là kết bạn qua điện thoại anh. Đăng ký bên tìm bạn bốn phương á. Mà đầu tiên bà chặn lắm, điện báo bắt máy. Nói alo anh ở đâu vậy, cái tắt máy cục. Em cũng khó chịu lắm bà này, chặn á thôi chắc chia tay sớm á, chưa biết gì đâu, điện kiểu không tôn trọng á anh. Cách đây bao lâu em? Cách đây khoảng 6 tháng anh. Trời đất ơi, chứ là mới có 6 tháng thôi hả? Vậy là mới cưới? Dạ. Trời ơi. Chắc chắn là sẽ có nhiều bất ngờ lắm anh chị. Gọi điện không phải. Rồi em cũng lo đi làm công việc của em. Thì em cũng không quan tâm lắm nữa. Thì lâu lâu cũng nhìn thấy hình của vợ em đó, thấy ghiền liền anh. Nó đẹp quá mà. Thích. Cái em mới để thời gian sau khoảng từng lễ sau em mới gọi lại là khúc này rồi bà mới bóc máy. Cái đầu từ đó cái hai đứa bắt đầu nói chuyện không thấy hợp nhau. Đó thứ ba cũng giờ sáng rồi. Trời. Tại vì một ngày đó em nhận là 70 mấy cuộc rồi gọi lần. Ai biểu cái nên hình là... đẹp quá mà. Nên là tại vì mình đâu có thấy mặt đâu chị Hồng Vân, nên là mình không muốn tiếp xúc nữa. Mà đêm nào á hả cũng gọi 1-2 giờ khuya hết trơn. Gọi lần một rồi lần hai á là em đi tiếp nhận, là tại vì ảnh kể là do anh một phút là vài phút thôi, anh nói chuyện vài phút thôi, tại vì chia sẻ về cái gì tâm tư của ảnh. Thật sự ảnh đang tìm một người vợ là để mà gắn kết, để làm ăn với nhau, thu xếp gia đình cho ảnh. Lúc đó là Sang ở đâu? Lúc đó em đang ở Long An anh. Còn là vợ em là... vợ em thì ở ngoài Hà Nội luôn. Em công tác ngoài đó, em đi làm ngoài đó hay sao? Em ra ngoài Hà Nội là sắp đi Nhật á anh. Nghĩa là em đăng ký đi Nhật mà em chưa kịp. Thì lúc đó là anh Sang mới gọi rồi tiếp chuyện điện thoại. Thì anh mới mời em về Long An. Sau khi điện thoại hai đứa trao đổi nhau rồi mới hẹn gặp mặt. Hẹn ở đâu? Hẹn xuống rước vợ em ở Tân Bay Sơn Nhất. Em cho leo cây 2 ngày á. Vậy hả? Dạ em đâu có gặp liền đâu, để em thử coi sao. Điện không bắt máy luôn. Điện em không bắt máy. Em ra sân bay rồi gọi điện bắt máy. Không bắt máy luôn. Tới 5 giờ chiều mới điện mới bắt máy là mắc lịch rồi nè. Giờ em ở đâu đó, em đang nhậu xỉn à. Thì lát nữa 8 giờ anh xuống rước. Cái 8 giờ em điện lần nữa. Tắt máy luôn. Trời ơi. Rồi em nói rồi tính Tết rồi không? Tại lúc đó bạn em không có cho về. Nó đủ là tại vì lâu quá em rồi. Rồi gặp kiểu này là thôi rồi. Chắc mà là... sao em không quay trở về Long An rồi? Em quay về. Quay về em chuẩn bị đồ ăn đủ rồi. Đừng ngày sau đừng bánh nó bả về. Về chuẩn bị xong điện mà không bắt máy tiếp. Rồi lần thứ 3 thì sao? Lần thứ 3 thì xuống tới chỗ rước về. Coi như lần thứ 3 em mới gặp được vợ em. Cái lần đầu tiên hai bạn chạm mặt nhau ở ngoài đời như thế nào? Em thấy anh sao? Em nhớ là ảnh lấy xe con anh đón em. Em cũng chào anh rồi kia nha, anh cũng chào mà anh không có dám nhìn em, anh không dám nhìn mặt mà thẳng vào mặt em. Đẹp không dám nhìn. Cái em nó làm như bộ gái vậy. Kiểu đi chảnh chảnh với mình lên rồi sao á nha. Cái anh hỏi em hỏi chứ anh có giận em không? Cái nó không, không có gì. Không có giận cái xong hết trơn. Đi lên chiếc xe, trời đất ơi, lên chiếc xe em nói hả, xe nó gặp cái xe con đó, nó không có cái máy lạnh á anh, lên rồi chạy chút xíu cái nó tắt, chút xíu cái nó tắt. Không phải anh, mình xe kiểu nó sáu máy nó cũ quá đó. Ờ, mình bật máy lạnh luôn á anh, bật máy lạnh luôn á là nó chịu không nổi lúc đây. Lúc đây chạy vô ngã tư luôn, lúc đó anh biết sao, mồ hôi anh nó đổ. Đâu à, em sửa quê nữa. Quê nó tướng bả mặc đồ sang chảnh, còn mình rước xe vậy đó, rồi kiểu này chắc bả bỏ mình sớm. Nó trời em giái luôn, nó tự giái ông bà giái ở bên mình đổ máy, cái em đề cháy thấy máy đề luôn, em đề phản là 35 cái nó mới nổ máy. Nổ con cái là chạy về tới nhà luôn, hên quá quá. Từ đó sau em không dám bước lên xe đó nữa. Em mua xe mới luôn. Em thấy cái ngày đầu tiên á ấn tượng là tại vì thấy anh cũng tót cái mồ hôi, anh cũng nhiệt tình đi đón em, rồi tót cái mồ hôi cộng thêm chiếc xe nữa, nó hoành hành anh á. Em thấy giống như là anh cái chân tình đó nó lộ ra ngoài cái nét mặt nào đó, là em đã thấy cái được ở chỗ đó rồi. Khi mà đi trên đường về á thì anh chở em về nhà gặp mẹ anh. Thì thấy cái gia cảnh ở nhà thì
có một mình mẹ với anh à. Là anh thì đi làm tất bật thì nghe mẹ anh kể, tại mẹ anh năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi, cũng mong muốn là có một người dâu để về mà chăm lo cho ảnh. Chủ yếu là như vậy thôi. Cái tình thương của ảnh á, mới đầu ảnh về dành cho em hay là đầu của em mặc mấy ngày á, ảnh gom ra hết tất bật, làm như xông xáo giống như là hai đứa quen là từ đời nào lận. Ảnh lo những cái từ ly từ tí, là ảnh về anh tự anh giặt tay đó. Em về anh thấy anh tự anh giặt tay đồ cho em, nên là em ấn tượng, là ấn tượng đó là kết kết chỗ đó đó. Nhưng mà anh nói thiệt nghe sang, cái đó là em làm thật lòng hay là em làm ảo? Dạ thật lòng. Cái gì em cũng biết đó, vợ em chăm sóc từ ảo đấy nhé. Móng tay khó như thế này em còn làm được mà. À về cái móng tay của em á, cái móng tay hôm nay làm chuẩn bị cho vợ một bộ như vậy tay là, để là em đi tiệm, em đi sơn mấy ngày được 2-3 ngày. Cái anh học lớn, anh học lớn cái đầu anh về anh bắt trước, cái anh mua đi mua nước sơn, mua cọ về rẻ luôn anh. Nhưng mà ở dưới nhà là lâu không? Dạ em ở cũng được vài ngày, gần tuần, gần có tuần á anh. Về cái em rủ, em rủ trước, em rủ đi tắm. Rủ anh đi tắm à? Dạ em mừng anh luôn. Cái không gian, những cái tình cảm ảnh là dành cho em á là nhưng là cái thật ở trong đó đó. Hai đứa đã thích nhau trong điện thoại rồi, là gặp mặt hiện tại ngoài càng thích hơn nữa. Tự nhiên cái rủ vô tắm. Ở đó dưới LA đúng không? Dưới nhà sang đúng không? Dạ thì đi chuyện gì đến nó sẽ đến. đến. Vô Thảo có tắm cho sang không? Có. Dạ không có, mới gì vô cũng ngại lắm anh. Sửng sốt lâu quá hồi mình thấy kỳ kỳ, cứ thấy hơi ngại ngại. Hôm đó cảnh... em đứng em chết trăng vậy nè. Cái cảm giác của nó như thế nào? Trời ơi, lần đầu tiên khó tả lắm. Tắm trong nó lăn lăn mình tại nhà mình nữa. Dạ nó lăn lăn mình luôn, kể không được. Nói chung là sẵn khoái lắm mình. Mà tụi em là hòa hợp về mọi chuyện đúng không? Dạ đúng. Dạ. Nói chung là cảnh mà tắm. Hai vợ chồng là nó giống nhau là hầu như là 99%. Kể cả tính tình. Nói chung là thân thể em có gì vậy có đó. Cái nốt ruồi cũng giống nhau nữa nghe. Đúng rồi. Nốt ruồi nó mập chỗ ấy á, chỗ kính á. Giống y luôn. Có luôn hả? Có luôn. Em mấy một giờ em mấy một giống y chang hết luôn. Trời đất ơi nghe vậy. Ấn tượng luôn á anh, làm lúc nào về có nhiều cái lắm. Anh cất giọng hát lên cũng rất là hay. Cái anh kêu em á hát một câu giọng cổ đi. Cái em nói thôi em người tay em hát được, em hát giọng cổ được. Thôi bây giờ hôm nay em hát thử một câu giọng cổ cho anh nghe đi sao. Dạ. Sau dạ. Đó là tới sang phải đáp lại một câu trong chuyện tình không dễ dàng nha. Dạ. Tái hiện lại cái thời gian mà hai bạn coi như là song ca với nhau. Dạ em hát cái bài ruột của em hay hát á là bài Tiếng Chày Trên Sắc Bông Bo. Rồi. Dạ. Vô giọng cổ nha. Dạ. Bông ai thập thoáng dưới trăng, có phải anh dạy phóng quân về thăm xóm nhỏ, để nhớ lại ngày nào sóc bông bo còn mịt mờ trong khói lửa, người bông bo sống giữa căm hờn. Hay mà. Hay quá. Anh rất mê cái câu này của cô vợ em hát mà em nổi óc luôn anh. Thật sự anh rất mê cái câu này của nghệ sĩ Tú Thanh Kim Huệ. Mà trời ơi bữa nay em nghe. Trời ơi nghe là cái làn hơi này. Ôi hay quá em ơi. Hôm nay về làm mưa làm gió ở địa phương em lấy hai giải rồi. Mà hai giải rồi hả? Cái gì hay chồng chung ca. Vậy hả? Rồi giờ tới em đi. Em đây là Khang Tiến, em cũng bên cương cổ hơi giải. Lên một câu thôi. Người ta thì hát á là một câu, còn em hát là một câu hay hơn. Bây giờ em hôm nay em bị bệnh. Không sao cả, rồi. Này hơi xa cách. Đứng lên luôn, đứng lên đi, cho nó có hơi. Yo. Thôi thôi Thảo ơi, đừng gọi tên sáng nữa mà chi cho giây phút chia ly thêm nặng sầu đưa thêm. Vì lắc nữa đây vừa hai ta mà được một phước đời diệu duyên, thì em ơi lưu liên mà chỉ yêu đường để làm gì rồi tính cũng biết ly. Về đi em đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ rưng sâu. Rắm trời ơi. Quá. Cái cặp vợ chồng này phải tham gia chương trình Chuông Vàng Vọng Cổ đi. Dạ ơi, hôm nay em hát đủ luôn. Nhờ anh với chị. Trời ơi, quá. Nghe nè, tụi em vậy là tụi em giống như là hợp quá luôn. Tức là cái gì cũng hợp á đúng không? Từ cái giọng hát rồi cho tới cái lối sống, cho tới cái sở thích. Mà em có tập sống vậy nè. Dạ em hát hay anh, công nhận đúng không? Mà Lê hát ai cũng đồ song ca đó. Mà em sao chứ? Ai cũng đồ xích lên song ca vợ em. Em mới nói người nào lấy giải duy nhất tôi đi hát. Tôi hát dở thiệt. Nhưng mà em ráng em hát lát đi về mình đó. Anh nói trước mà hát người ta lát đi bộ. Đi bộ về em về trước. Là ghen đó. Ổng ghen gì lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà em thì sao? Em có ghen với anh Út không? Dạ có chứ anh. Ghen ai không mới ghen. Em ghen dữ lắm. Em ghen sao? Em bắt ảnh sao? Đó em ghen về nè, ảnh đi ra ngoài đường, ảnh đi với em, ảnh ghen nó chỗ em nhỏ đẹp em. Tự nhiên nó ủa sao đi em mà anh tự nhiên em không đẹp, anh ghen nhỏ đó đẹp. Tự nhiên cái
máu mới lên tới đây rồi đó. Em hành động sao? Em làm trời sao? Ơi, cái em nói không được nha, em nhắc anh nhéo anh dữ lắm luôn á. Em nói không được nha, anh không được nha. Không phải nói nhẹ nhàng đâu, mặt xỉ thôi. Thầm thứ xỉ mà thầm thứ. Trời tả ghê. Sau bao lâu tụi em làm đám cưới? À dạ, khoảng 2 tuần rồi. Hai không, cần cả tháng em. Tháng sau. Dạ dạ. Một tháng rồi. Dắt đi dưới ra mắt coi gia đình với lâu quá trường kỳ quá rồi mới đám cưới. Dắt đi gì dưới coi có chịu rễ không? Đó, hồi đó bà cũng dắt về mấy người rồi, bây giờ đâu chịu đâu. Á, cha mẹ em giống như là nhìn ảnh hả, nói chung là chịu liền. Kêu ra gấp cưới liền, ai cũng khen điếu đổ, nói thôi trời mày lấy chồng đi. Chị Hồng Giang với anh Quốc Thượng biết sao bị hồi xưa giờ gặp toàn là Lý Thông không à? Lý Thông không có thật xanh. Bây giờ này thật xanh. Thật xanh. Xanh đúng không? À, trời ơi, thấy ghét thiệt chứ. Một tháng sau là đám cưới luôn. Là dạ. Được mấy tháng rồi cưng? Nay dạ. Cưới ngay được mấy tháng? Dạ, hơn. Ngày 11 tháng 6 mình làm giấy kết hôn. Mình đúng dạ. Có ngày 21 tháng 7. Đến thời điểm quen nhau, thì gặp nhau ngủ chung. Đã 6 tháng. 6 tháng hơn à? Trời đất ơi, dài dạ. Dài lâu. Dài hơn quá. Sáu. Trường kỳ. Dài. Đó, rồi từ lúc cưới nhau tới bây giờ là mới có 4 tháng, 5 tháng à? Dạ. Son quá son luôn rồi. Dạ. Chắc là dính nhau như Sam đúng không? Dạ. Hình như là không thể rời nhau. Chưa bao giờ mà xa nhau quá một. Có bao một giờ mà không đi sang lấp mặt bằng mà cô ấy đi theo luôn không? Có chứ anh. Hiện tại nè, ngày hôm nay luôn. Em đi làm buổi sáng. Bữa nay xe nó hư em phải tới em sửa phụ tài xế là mình mày em nhớ không? Là dẫn chở vợ theo. Bỏ lên xe. Bỏ lên xe, bởi mới lạnh để trên xe xuống, thì đi trên xe ra. Thì sợ em buồn nên là mua những cái đồ ăn lặt vặt cho em. Nên là ghét rồi em về, từ lúc nói em về với anh là 58kg mà giờ là 68kg rồi. Những lúc mà đi vệ sinh cũng đi chung nữa. Trời ơi, đi vệ sinh mà cũng đi chung nữa. Dạ. Dạ. Nên dính người gì xàm vậy, nặng cũng được. Sợ ông mất cái gì, chồng hay sao mà đi chung phải, nữa. Không phải anh, có nghĩa là ở miền quê mà cái nhà vệ sinh đó nó hơi xa tí xíu cái nhà mà em thì sợ ma. Em sợ ma nên em phải kêu anh đi theo. Em phải kêu anh theo. Bây giờ còn tắm chung không? Dạ còn. Còn tắm dạ, chung? Dạ, giận thì giận, giận. Ví dụ như lâu lâu hai đứa cãi nhau rồi nha. Mà không cho em là, không cho em được tắm riêng. Cãi nhau vậy đó. Em giờ em có tắm không? Cái nó không? Không, đang giận mà tự nhiên kêu đi tắm chung là sao? Anh đi tắm đi, mình anh đi. Cái này không tắm luôn. Bắt em là phải vô tắm đàng hoàng. Bây giờ mình... sao ta nãy giờ kể chuyện toàn là thấy màu hồng. Dạ. Cái gì cũng là tươi vui cả, hạnh phúc cả. Có lẽ là không có cái tật xấu gì mà lòi ra đúng không? Dạ có nha. Có chứ. Đâu sao đâu, tật xấu của cổ sao? Cổ hả? Không thích em nhìn phụ nữ đó. Em thí dụ như chị Hồng Vân đó, em theo trời chị hôm nay chị đẹp quá. Không nói gì đó, chút mặt xị xuống là em biết khó chịu rồi. Về kiếm chuyện. Ghen quá phải không? Ghen quá. Ghen. Ừ. Lắm lúc về khi em lớn tiếng anh, em mà nạt á, em nạt lên cái là bà khóc. bà khóc suốt cái lắm, bà trốn mất tiêu. Có đi đâu đi vòng vòng nhà anh, trốn nhà đi kiếm đâu được đâu. Mà trời mưa nó ác lắm, đi lội tay chân mình mẩy em sình bùn không đi kiếm coi có lọt kinh lọt đề gì không. Kiếm đã đời cái vô thấy cái tội quá tự mò vô. Tại em thấy kiếm, tại em trốn trong cái nhà kho á, nên là em nghĩ là giống như là vợ chồng mà gần nhau quá làm gì lâu lâu ha nó cũng nhàm chán. Em nói không, lâu lâu cãi nhau một bữa rồi xong trốn đi, cho trốn trong chừng tiếng cho tìm chơi này kia đi. Thiệt trốn mà em thấy ảnh tìm mà mấy cái ao này kia anh xuống anh lội đâu sao mà lọt đìa đó lọt đìa. Rồi còn gì nữa không mà mỗi khi giải quà như vậy em vô năn nỉ mà cũng còn giận. Năn nỉ xong rồi phải làm chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Vui vẻ hẳn lên hiểu không? Sao chứ chuyện ấy nữa rồi mới vui vẻ hẳn lên. Mỗi lần giận là vô là giảng quà là phải chuyện ấy cái là tự nhiên hết mọi mà nay đi ngủ. Mà ngủ thì có ôm ấp được không? Phải ôm chứ. Dạ. Nằm trên tay em suốt à. Tật xấu của bà là bà ghiền, bà hửa nách em. Lâu lâu quẹt cái hửa cũng hỏi làm gì em ghiền. Em tha mà em tha như nước hoa đó anh, nước lăn á. Bà không chịu, bà chửi bà đem dục đó. Em thích thiên nhiên, tự nhiên. Thích thiên nhiên. Nghĩa là cái mùi của chồng mình đó là mình phải thích như vậy. Cái gì đặc biệt này kia, ta giống như mùi gạo mới này kia vậy đó. Rồi chắc là hết rồi. Bây giờ tới em nó không, tật xấu của em quên lắm là anh. Hậu đậu. Hay quên mà hậu đậu nữa. Nghĩa là làm cái này chút xíu bỏ cái này cái quên mất tiêu rồi. Với lại không có ngăn nắp này kia. Chồng em thì ngăn nắp sạch sẽ. Ví dụ như em làm tới đâu em bày đâu thì chồng em dọn tới đó. Vậy đó. Vậy là thêm cái bừa bộn nữa. Đó là thêm cái bề bộn. Không thấy mà vợ khui hết. Vợ tự khui tự nhận luôn á trời. Rồi sẵn là nói ổng. Rồi giờ nè, tật xấu ổng có không? Có, lớn tiếng. Lớn tiếng dữ trời lắm, nóng là nóng thôi, nóng như Trương Phi luôn á. Giống như là ca hát, ví dụ như là đi trong với cái tiệc đi mà ca hát mà biết thấy em mà ca hát với ai là không được đó, là về là đùng lên rồi. Không có cho mà hát chung với ai hết trơn á. Là mà, cũng là ghen đúng không? Dạ là cũng là ghen. Rồi xấu là nạt, đâu đâu nạt lên lớn tiếng kêu mày. Rồi cái đầu cái em nói thôi nha, được rồi nha. Cái từ đó nghe nó nặng lắm á nha anh. Cái từ từ mình nói mình khắc phục cái anh ơi. Rồi anh hứa anh sẽ thay đổi. Đó giờ là hết luôn chưa? Giờ hết luôn rồi anh, là không có nữa. Bây giờ thì Thảo nè. Dạ. Em mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Nhẹ nhàng hơn, bớt nóng lại thôi. Chứ còn chuyện khác là em thấy ông xã là hoàn hảo rồi. Như là hiểu em.
rồi à, sang chăm sóc. Bản thân em thì em cũng muốn vợ em ngăn nắp lại chút xíu, kỹ lưỡng lại chút, chứ đừng đi trốn em nữa. Và một điều em mong muốn nhiều nhất nữa là vợ em tặng cho em thằng cu tí. Em đang mong chờ. Yên tâm, anh sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chị nói nghe nè, em có nhậu không? Dạ có mà bỏ. Ít lắm. Ít lắm chị. Bỏ luôn đi, cần phải gọi là phải là có kế hoạch trong vấn đề mà lưu trữ tinh binh à, hiểu dạ, không? Chứ dạ. Là không có phải là ngày nào cũng tắm không không được. Dạ. Tại vì hai bạn đều ở cái tuổi gọi là lớn rồi. Dạ. Thì thành ra là mình muốn cho con nó khỏe nó mạnh mà là mình phải tính. Dạ. Phải có kế hoạch. À, chúc cho Sang với Thảo nha, luôn luôn hạnh phúc. Chúc cho hai em qua năm sau bác sĩ báo tin vui và cuối năm có một thiên thần xuất hiện ở tại Long An, tại ngôi nhà của hai em. Dạ, cảm ơn anh. Khoảng 2 ngày sau á, ngồi uống cà phê, rồi uống một hơi cái bắt đầu em mới sinh. Em cho anh hôn cái. Dạ, cái thấy không trả lời gì hết, cái đè hôn luôn. Chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa, cởi em như cởi ngựa, rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Em chưa bao giờ ghét ai. Em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn. Cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà. Em mới nói là mày bị điên hả? Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy giữ nguyên những tràng pháo tay như thế này để cùng chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong, em sinh năm 92, hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền, năm nay em 27 tuổi, em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa, cởi em như cởi ngựa, rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em, học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm. Tại vì ghét cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À cũng tăng động như cũng người ta. Cũng nhoi vậy đó. Cũng... Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa. Thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Nhưng mà trước đó là chưa mà các chưa bạn hề có dấu hiệu có một đó. Cái lời nguyền gì dạ. Cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi với nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn. Cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà. Em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với bà. Dạ lúc đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn đó là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tự nhiên em nghe xong cái tự em thấy sức kỳ. Kiểu em ghen á. Cái sao em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại Russ á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tự nhiên đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra mới nói là đâu đi với ai đâu. Là Russ này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình.
Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá, quen em đưa em. Sao em? Tại em có nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ, nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á. Tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm. Tại vì quen rồi lỡ chia tay rồi mất tình bạn. Ai nhà đâu là hả? Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi. Bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á, thì mình sẽ công bố với tụi nó. Cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè. Thôi được rồi. Được rồi đó. Cái tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó. Nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôn lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn có nít á, là đi vô Đầm Sen chơi thì chơi lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi với nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niềng thì có cái mắc cài. Thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy. Và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niềng đó, dướng niềng. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niềng răng nó lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần gần. Mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ cái thứ. Em không hiểu có đi rồi. Không phải. Sao dạ em không hiểu rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà 7 cấp độ đó. Có vượt qua ranh giới hay không? Cái đó vụ, cái nụ hôn nó là cái mới cấp độ 5 thôi. Còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi. Tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm. Mà tụi em hay kiểu là vui quá nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều với chị. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không? Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu. Tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu, tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là tụi em từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó. Còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Tới nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giờ tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3 tuần trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn. Mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà sao quẩn nhau vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá, thân mà thân giống như trong nhà rồi. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, tới là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Với cho tới khi mà sau năm thứ hai là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có. Cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu, mọi người nói bình thường không có gì hết. Cái xong mới hỏi một bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa, hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được, cũng vậy hả? Cũng vậy. Cũng vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài dạ, sao rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm rồi, yêu nhau là 2 năm rồi, cưới nhau được 5-10 tháng đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong rồi ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạt quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc
Thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi một lần, chưa hỏi hai ba lần, tối hỏi thêm vài lần, chuẩn bị đi trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa. Cứ hay quên vụn về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn, thì làm rất là đẹp, rất là ngon, mà không hiểu sao từ ngày cưới về á, lúc nào cũng làm thất bại. Ồ, vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á vậy. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhau về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không, mà thất là bại. Không làm thất bại. Ủa lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Ồ vậy đó hả? Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ, đi chơi với em chồng á thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền à, anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không rọi là không về luôn. Đi chơi quên giờ giấc. Tham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? À, người quản lý chi tiêu là em. Mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm, mà vợ em vẫn còn, thì em nghi ngờ thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15.000 mà toàn 1-2.000. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Vợ em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Vậy đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số, đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền, cứ nghĩ là chắc mình không xài mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ giờ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á, thì cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải giải thích. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. À, mà kể đi kể lại. Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó đi chen vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn trong gì? À, nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua á. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ, tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi, thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà, mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng mà tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ, hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Cảm ơn chị Hồng Nhung. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái không. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu thôi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Ui, làm ui, bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được, em chỉ biết xấu hổ. Xin mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to, thật kêu để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn.
Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới bỏ với Quyên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ, hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi, 18 tuổi. Tuổi đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này lắm, chảnh lắm, không để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Đúng không, hỏi gì đâu mà. Không có gì đâu, đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Anh của em á là muốn né hai cái người kia, gửi qua cái người này ai về dính người nào. Người tính không bằng trời mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đi vợ em lận, mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng, nhất cự ly nhì tốc độ mà ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á, rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì không nói. Ánh mắt vai chạm nhau, ánh mắt vai chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là gái. Không, lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi cũng ghét ông này ra mặt. Trời ơi. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui ảnh còn kêu là sau này em gái tôi vô tao làm mai cho. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cảm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi chơi nhiều hơn. Rồi anh sao nó phát hiện nữa? Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh với vợ anh để anh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc đó anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Ở lại thì sao nói nghe rồi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em không? Anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có câu chuyện gì là tại vì cái câu chuyện này á là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể mà rồi. Hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, em không có biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ông bà Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á là anh chị ban ngày thì đi làm. Cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô đi toilet thì em cởi áo ra. Xong rồi chứ chạy về hồi đã quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không. Dạ, đánh không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em. Sao anh để quên cái áo bên này? Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉnh xíu.
đó em mới nhờ luôn ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó, rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la vậy đó. Vậy phải cảm ơn cái bạn hữu hiểm đó. Nhưng mà rồi cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Em vứt luôn, không dám mặc cái áo luôn nữa. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm, cưới nhau mới khoảng 6 tháng rồi. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Dạ. Vậy là từ trước đến giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như đó, như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đó, đi. Nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Dạ. Đầu tiên, thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Dạ. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì bớt lén lút lại nói từ mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em rồi mới lòi ra. Ông thì cũng hơi bị chắc do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó bởi vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên Nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Vậy chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có. Dạ, anh có trời sao phần này chưa khí thế liền cho đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa, kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì Binh hỏi, gì Binh hỏi luôn đi. Chị mời em, Binh quá. Hai đứa bây giờ nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm, tại đám cưới. Em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn? Đó, ý anh là vậy đó. Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Nó để chồng nói đi, Tiên Thuận nói mắc cỡ lắm. Không có được, sinh hoài mà không có được. Là đêm tân hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Sao vậy? Dạ, tại vì á trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi, ủa sao cưới sao không ở chung với vợ? Mà vợ kêu, thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không ngủ luôn, kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi, thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà, ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được đúng không? Chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho? Dạ. Nói chung cũng có xin là gì. Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt này thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui
rồi. Mãn nguyện là bây giờ vui rồi. Nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt vậy đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quá em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của ảnh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái em hỗn chế là lấy hai con mắm làm cho ông kẹp vô cái chân ổn đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, ảnh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của ảnh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Ui, làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi, ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được? Em chỉ biết xấu hổ. Rồi, em không biết nói gì hết. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả lúc nào. Mỗi lần đi xe trên đường á anh, hở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết. Đúng rồi, vậy là biết. Dạ đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt. Nhưng đó mà nhiều lúc bực mình lắm chị. Ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh ảnh vậy. Đâu biết đâu. Rồi, em đó, đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình vui quá không có xét nữa, tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này cho bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi giớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn, không dặn ra nổi đâu chị. Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thải bơm đi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tức đối luôn. Đối với ảnh đó là niềm vui mà. Vui vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe nó giả cười quá đó. Ảnh đâu biết đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả. Rồi em dạ. Về thử đổi rau cho ăn coi. Rồi còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe, đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên. Vợ em bớt nóng lại là ok. 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 Okay. Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn tụi em hình dung không? Hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Thì bây giờ mỗi người phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á, để mà vợ chồng nó khớp lại, gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà bốn người rồi mà khớp rợp luôn á. Gia đình này hạnh phúc lắm á. Ông bố này là tuyệt vời luôn đó. Cảm ơn em. Xin cảm ơn hai em. Thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ. Em la làm sao đâu. Thì lúc đó em được mệnh danh là La Hét Viên. La Hét Viên. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nửa đêm 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chút ngủ con chưa ngủ. Thôi dễ thương quá à. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo.
Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thực. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên. Rồi, mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi. Em cũng là giáo viên, tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi ạ. À. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á. Tụi em học thể dục. Thì em để ý trong lớp á thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à đi học thể dục mà mang đôi giày cao một khúc như nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu. Đi quấn cao gót mà nhoi đó là mỏi giò dữ lắm luôn. Là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà ăn chút. Cho nên mới mang dép cao gót, ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ổng viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mớ gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ổng đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy đó cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp về hình thức với nhau đúng không? Còn ông này thì thấy bà này nhoi. Nhoi. Này thấy này thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là mình. Thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em thì quyết định em cua không? Lúc trước á thì em á thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa á, thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ đâu la mắng. Bữa đó có đi cú cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi không có đi cú cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái giỏi hả? Ổng rủ đi coi. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ cái em la làm sao đâu? Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên. Là cổ động viên của em la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không được hiện hú 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 lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học, em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ dạ. Rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ. Cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng phẳng không? Dạ không. Tụi em không. Chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Ừ. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy, hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Không lẽ 5 lần, lần tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà do này ảnh mê quá. Nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái năm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả
cơm thôi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa. Cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà... hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau. Chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, à cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói, dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ. Ừ, còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi bán bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà này nọ, cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn. Rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ. Cuối cùng nó được 2 tiếng cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em. Đúng không? Dạ. Nó như con ruột ngay, vậy đó. Ngay nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à, mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo chừng nào mẹ hết giận thôi. Cũng nhiễu lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là cái bé Tuyết nữa. Dạ. Giận con rồi. Dạ, đúng rồi. Ở nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm hai đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết lắm. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi, cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy anh ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá rồi. Dạ thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại, ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ. Còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, cái em phải đi năn nỉ lại. Cái đó em lầy quá, người ta lầy quá. Ông mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em phải xin lỗi trước. Xin lỗi vợ. Dạ. Vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên nói chị vậy? Như cái đó bà vợ nào cũng thích được, cũng được cái tật đó. Bà vợ nào không có tật đó chứ. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi. Tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị. Rồi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Thường lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đúng không? Dạ đúng. Đó biết ngay mà.
chị không phải trong gia đình em, chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Đúng. Sao mình không bằng trái banh gì vậy? Đúng không? Dạ. Trời ơi, giờ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận một cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giờ tiếp. Còn cái tật mà mê tiền á thì thôi cứ cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Ý mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi là cái chuyện bóng truyền với lại cái chuyện mà hay giận Phong Long vô cớ, đúng không? Dạ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. À. Em bớt cái này cái kia nó bớt liền. Chắc chắn luôn. À. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó ngộ. Dạ. Nó tỷ lệ thuận đó. À. À. Thay đổi chút xíu nghe. Dạ. Rồi, dạ. Chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương hoài như thế này nha. Dạ. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi, đó chồng quá là dễ thương. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền. Ôi, cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn. Trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi. Ôi dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Trời ơi, cảm động.